mới 18 tuổi đã trở thành lão tổ tông của toàn nhân loại. Vì chờ đợi hệ thống sửa lỗi, ta đã sống thọ 5.000 năm, 5.000 năm sau lần đầu tiên xuống núi lại gặp Đường Tăng sống. Hít một hơi hấp thụ linh khí, Bạch Sở Vi vốn là một học sinh trung học, vô tình xuyên không trở thành nữ phụ Mary Sue thời hiện đại. Và bị trói buộc bởi một hệ thống khắc nghiệt, vốn tưởng có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời. Không ngờ lại bị đưa đến 5.000 năm trước, hệ thống xem chuyện tốt ngươi làm đi, đây chính là hệ thống hiện đại tự tu dưỡng mà ngươi nói đó sao? Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, không còn cách nào khác Bạch Tỷ chỉ có thể đợi và đợi. Nhưng đợi đến 5.000 năm, trong 5.000 năm đó cô thay đổi rất nhiều thân phận. Từ công lược thời kỳ đồ đá, cho đến trở thành lão tổ tông toàn hoa hạ, cuối cùng khi cô đang uống trà, hệ thống khôi phục. Và chính thức khởi động, câu chuyện bắt đầu, Bạch Sở Vi trở về Bạch gia với thân phận con gái nuôi. Lúc này thông tin hiển thị trên hệ thống khiến cô cảm thấy thú vị. Người của Bạch gia vẫn chưa đến đón ta, tình tiết có phải đã bắt đầu rồi, không ngờ mở màn lại là chặng đường đi bộ dài đến thế. Nếu bay về nhà nhất định sẽ dọa người ta sợ. Trong lúc cô đau đầu, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện. Bạch Tỷ vui mừng vẫy tay, tiểu cô nương có chuyện gì sao? Cho hỏi mọi người xuống núi à, có thể cho ta nhờ một đoạn không? Người đàn ông phía sau đột nhiên cất tiếng, không được mau đi thôi. Lấy xe sắp đi, Bạch Tỷ tính toán, bỗng chốc biết được tất cả thông tin của đối phương. Có phải lạc đường rồi không? Ta có thể dẫn các người xuống núi. Thật sao, quá tốt rồi, mau lên đây. Cửa ghế sau mở ra, Bạch Tỷ liếc nhìn người đàn ông trên xe, cũng đẹp trai đấy, mà sao khá quen mắt nhỉ? Theo chỉ dẫn của Bạch Tỷ, chiếc xe cuối cùng đã thành công xuống núi. Ra khỏi ngọn núi, tâm trạng bọn họ cuối cùng cũng thư giãn hơn. Chú tứ xin lỗi vì muốn tìm Bạch thần y, kết quả vừa không tìm được vừa bị lạc đường. Nghe vậy, khóe miệng Bạch Tỷ nhếch lên, các người lái xe đưa ta về nhà, ta sẽ cho các ngươi số rau này thế nào, nói không chừng sẽ có ích cho bệnh dạ dày của lão gia. Người đàn ông thấy chỗ rau tươi ngon, bọn ta đưa cô về, vậy đa tạ vị tiên sinh này. Bạch Tỷ lại gần, hút linh khí trên người đàn ông, sau đó nâng cằm anh ta lên, có ai từng nói với anh bây giờ rất giống miếng thịt Đường Tăng biết đi không? Người đàn ông thầm nghĩ thịt Đường Tăng sao, nhiều năm trước hình như cũng có người nói như vậy. Hai người phía trước run cầm cập, sợ người đàn ông nổi giận diệt khẩu. Không lâu sau đã đến nơi, người đàn ông nhìn cô gái đang vẫy tay rồi âm thầm điều tra thân phận của cô ta. Lúc này, một ông già đang nổi giận trách mắng người nhà, ta bảo các ngươi đi đón người, tại sao không đi, chỉ là một đứa nhà quê còn cần phải đón sao? Lúc này cửa mở, một cô gái xuất hiện, khiến đám người kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ đành tự mình quay về. Chào mọi người, ta là Bạch Sở Vi. Thấy Bạch Tỷ xuất hiện, ông già nước mắt trào dâng, lão tổ tông, người cuối cùng đã về. Lão già trước mắt 60 năm trước bị lạc trong rừng, mục đích của ông ta là tìm ra lão tổ tông cứu mạng. Thấy rừng rậm hoang vu hẻo lánh, cơ thể kiệt sức sắp không chịu được nữa, đột nhiên ông ta ngửi thấy một mùi gì đó, dồn chút sức lực cuối cùng liều mạng chạy về phía trước. Ngay lập tức hoa anh đào bay khắp bầu trời, Bạch Tỷ hiện ra như thần tiên đứng trước một cái bàn gỗ. Cô là vị Bạch Tỷ nào? Lời chưa nói xong, người đàn ông đã ngất ra đất, nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm, ta là người Bạch gia, lão tổ tông cứu mạng. Chớp mắt 60 năm trôi qua, chàng trai năm nào đã trở thành ông già. Đám người đều không hiểu cách xưng hô của lão gia với Bạch Tỷ, nhưng lão gia không bận tâm mà vẫn giống một tiểu đệ cười nói bên cạnh cô gái, tiểu phúc, chúng ta đã 20 năm không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Hồi lão tổ tông, tiểu phúc vẫn khỏe, còn rất nhớ cải thảo người chồng, không may ta vừa đi nhờ xe về nên đã tặng hết cho họ rồi. Nghe xong, lão gia mở to hai mắt nhìn chằm chằm đám con bất hiếu, rau của ta mất hết rồi. Đúng rồi, nhà của Bạch gia nhỏ như vậy, tiểu phúc sao con lại để mình sống khổ cực như vậy? Vừa dứt lời, con gái thứ hai Bạch gia hét lớn nói, cô nói bậy, nhà chúng ta là chung cư cao cấp CBD, một đứa nhà quê như cô cả đời này cũng không mua nổi. Lão gia lập tức tát cho cô ta một cái, trước mặt lão tổ tông còn dám hỗn xược, mau xin lỗi đi, để lão tổ tông chê cười là ta không dạy dỗ tốt đám trẻ này. Bạch gia quả thật được ta gây dựng, bỏ đi, họ tự có số ta cũng không giấu. Chuyện ta đi nhất trung học đã ổn thỏa rồi sao? Lão gia định trả lời thì đột nhiên nhận ra chuyện học cần vài ngày nữa, bây giờ cần phải giải quyết vấn đề hộ tịch của người trước. Hay là thiệt thòi cho người, làm con gái nuôi dưới con trai thứ của ta thế nào? Cô vốn xuất hiện với thân phận con gái nuôi của vợ lẽ, không ngờ sau khi hệ thống gặp lỗi, tình tiết vẫn không thay đổi. Bạch Tỷ định đồng ý thì con trai vợ lẽ bỗng ôm chân ngã ra đất, sau đó đứng lên tranh cãi với vợ mình. Lão gia đang định giải thích cho Bạch Tỷ thì Bạch Tỷ lại nói, không sao, cha phải cố lên nhé, nhất định phải thuyết phục được mẹ đó. Sắc mặt hai người họ tái mét, ta thích nhất là hóng grammar. Phu nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tỷ, bỗng có âm thanh